Vâng, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 7, thì tại Trung tâm Năng khiếu Văn Thị Mỹ Huế, Liên đoàn bóng đá Thừa Thiên Huế đã phối hợp với dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam mở lớp tập huấn huấn luyện viên bóng đá nâng cao. Lớp tập huấn này do chương trình bóng đá hy vọng của FIFA tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Na Uy trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016. Tham gia lớp tập huấn có 27 học viên đến từ các câu lạc bộ bóng đá thuộc các trung tâm bảo trợ xã hội, khu tái định cư và câu lạc bộ bóng đá nữ Thừa Thiên Huế. Khóa tập huấn nhằm bổ sung kiến thức cho các cán bộ và huấn luyện viên về bóng đá trẻ em, các nguyên tắc cơ bản để có một buổi tập luyện tốt và cách lập giáo án cho buổi tập. Đây là khóa tập huấn thứ hai trong khuôn khổ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Thừa Thiên Huế và dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam trong việc phát triển bóng đá phong trào tại Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên trọng tài điều hành và tổ chức các hoạt động bóng đá phong trào tại các câu lạc bộ.